Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một bài cuối Thì bài này gọi là bài định hướng Cái series này á Mình hướng dẫn anh em Chủ yếu cho anh em tự học thôi Thì cái này chỉ cần mất thời gian thôi Chứ nó không khó lắm Thì hôm nay mình tìm hiểu về vấn đề gì Thứ nhất là anh em hiểu này nhiều bạn nói à, Mạng nguồn mơ uộc phép Thì mấy bạn không biết nó là gì hết Nghe người ta nói mình cũng nói vậy Bây giờ mình phải xác định lại là bữa giờ mình học cái gì. Thì bữa giờ mình chỉ học là cái giáo diễn này này. Nha. Mình đang học cái giáo diện Đây là cái CV xin việc của mình ngày xưa. Đó. Thì bây giờ mình đang học cái giáo diện Thì cái giáo diễn này để làm gì? Để nó hiển thị nội dung lên cho mình xem thôi. Thì bây giờ mình quay lại vấn đề uh, layout. Đây. Mấy bạn thấy này. Mình sổ ra như thế này hoặc mình đưa chuột vào những cái mà mình đưa vào này mà nó sổ xuống đúng không thì người ta gọi là drop down menu và cái này mình lên trên mình đào loạt về một đoạn cột như thế này và mình đưa vào thì người ta có hướng dẫn hết thì giống hôm trước mình hướng dẫn anh em làm cái này thì bây giờ mình lấy đoạn cột đó mình nhét vô ngay vị trí này nó sẽ ra rồi bạn về chuột xíu về set add. bạn sửa lại căn chỉnh cho nó phù hợp thì drop down menu đây này drop down menu này mình ghi ngay drop down menu đó thì nó sẽ cho mình rất nhiều rất nhiều cái để mình copy vào và cái drop down menu này nó có hiệu ứng như trái chanh này và ra một cái từ tư này thì người ta gọi là jQuery cái này là mình cũng nhúng vào thì À, mình cho anh em cái từ khóa đó đúng không anh em sẽ ghi là gì query là gì người ta tạo sẵn cho mình rồi đó còn một cái nữa là fly out menu thì bạn thấy này mình đưa vào là nó sổ, sổ ra hết luôn này đúng không rồi nhắc lại anh em chỉ cần copy thả vào được rồi rồi những cái như thế này những cái mà sổ ra này á thì anh em ghi thư viện của Yuri dẫn cho web đúng không nó chạy nữa, mấy cái này nó chạy nữa thì dùng Yuri hết nghe chứ không phải là mình từ viết viết cũng được nhưng nó không mượt như thế này đó những cái này mình người ta viết sẵn cho mình rồi với một trang hoạt động anh em nhớ ngay hoạt động với dụ mình này nhập vào tìm kiếm này thì đấy là chỉ là cái giao diện mình xem thôi và mình đánh vào nhưng mà khi mình tìm kiếm cái nó ra kết quả thì cái phần à, lập trình trống á, người ta sẽ tự lập trình cho mình đó bạn lên trên mạng tất cả cái mục tìm kiếm nữa này, này hay là tất cả những cái gì vì dù mà mình kích cái hình nhỏ nó ra hình lớn hay gì đó nó đều việc bằng jQuery và nó cho mình rất nhiều thư viện đó anh em cứ um, thích cái gì cái đó thôi thì sau này hạt tml 5 và CSS3. Thì vì sao nó có 53? 53 này á là nó có những cái hiệu ứng mà nó có thể thay thế cho được thằng jQuery đó. Như cái này này. Mình đưa vào này. Đó, từ nó xoay. Thì cái này mình lúc trước á là dùng jQuery. Nhưng bây giờ á, thì mình uh, sử dụng à, hạt tiêu EO5 và CSS3. Thì bây giờ bạn muốn làm một trang web á, nhanh Tôi bàn hàng hay nhân tương của mà nó có template sẵn. Template là template từ khoảng này. Tem. Template website. Đó. Thế đây mình có rất nhiều template sẵn này. Đó. Anh em hay làm giả lại là vậy đó. Giờ đến khúc này á, mình nói cho anh em hiểu này. Mấy bài trước mình hướng dẫn anh em viết cột bằng tay. Thì anh em bảo là dùng cái này dễ này. Bữa nay người ta khơi, dùng cái kia này. Đó chỉ là một phần mềm kéo tha thôi. Ý chẳng bàn là bữa nay có máy tính rồi là bạn bỏ qua việc cùng trừ nhân chia bằng giấy hay tin nhầm bạn cứ bấm máy tính nó ra Thì chẳng bây giờ các bạn làm dùng những phần mềm có sẵn bạn chưa kéo tha kéo tha rồi bạn copy code nhưng mà làm như vậy nó không chuyên sâu làm như vậy nó rất khó sau này mình đi sửa quẹt người ta hay là gì đó trả lại mình phải cài phần mềm vào máy người ta mình cột bằng tay mình sửa hết và trên mạng có những tấm đẹp sẵn bây rồi bạn copy cái cột này về thì bạn thả vào WordPress WordPress là gì thì WordPress à cái này có thằng việt nha đây thì bây giờ mình nói hướng cho anh em cách học này thì mấy cái này á, trên mạng người ta chỉ nhiều nha nhưng mà mình hướng cho anh em học cho anh em không biết học từ đâu thì bây giờ gục hết này người ta gọi là một mạng nguồn mở có nghĩa người ta lập trình sẵn rồi anh em sẽ cho những cái giao diện nào phù hợp ví dụ bán hàng hay xấu gì đó bán cần thiết à, phải từ việt ra một trang trang web bằng html css mà trong đây người ta làm sẵn cho mình rồi thì vì sao á? à, anh em có giờ quả trả rẻ 500 000 500 000 chẳng qua là người ta lấy tâm lệch này về hoặc là bàn tay quốc phép về này thì nó có một cái giáo diện sẵn thì bạn có thêm bớt thêm bớt thôi thì thành ra nó giá nó rẻ năm trăm ngàn nhưng còn mình làm ví dụ mình làm chuyên nghiệp bất cứ giáo diện nào người ta yêu cầu mình mình đều làm được mình mình rất thích là thì cái băng phối xốp rồi qua bên này á mình từ cắt của bằng tay mình không thích những phần mềm mà kéo tha kẹo tha nó sẽ hướng được chuyên sâu cái đó giống như là dành cho những người nào mà muốn làm nhanh vẫn phải suy nghĩ nhiều á thì anh em học theo cách đó Thì anh em nhớ ngay, đây có template này Rồi đây có Wordpress này Nhưng cái này là mình nói từ khóa cho anh em lên trên mạng search để học ngay Đó Bạn thấy này Cái này mình cũng làm bằng Wordpress này. Wordpress là bằng cái này Và trong web này này Mình cũng tự làm nhưng mà mình không viết code Mà mình dùng một cái template rộng Và mình chỉnh sửa HTML, CSS ra Đó thì bạn nào muốn làm được uh, như trang web của mình đây này thì bạn cứ comment dưới á mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau Thì thì đôi lúc anh em cũng không có hưởng lắm đó, thì bạn thấy này, không có chút quảng cáo nào hết nhưng mà mình từ chủ động chỉnh theo ý thích của mình đó cái này gọi là slide show này, slide show nó như thế này, này. Anh em có thể tìm này slide show bot trap này slide show đây đúng không thì có rất nhiều cái dạng slide show đó. mình chỉ cần copy nguyên cái đoạn này mình thả vào mình thay hình mình vào thôi đó tất cả này người ta viết sẵn cho mình mình chỉ cần hiểu nền tảng và nguyên tắc làm việc của html css mà mình hướng dẫn những bài đầu thì bạn có thể điều chỉnh tất cả cái này theo ý bạn được giả sử cái này đang có nhỏ này thì bạn muốn là lớn hơn thì bạn cho width bạn muốn màu khác thì bạn cho mã mà màu khác giống cái này này cái này mình đâu phải viết ra từng cái mà cái này mình dùng một cái tâm rộng và mình cho màu tím là màu thương hiệu mình đó. cái này mình cũng đưa ngoài vào này còn những hình thiết kế này là mình mình, tự thiết kế mình chen vào đó những cái hình như thế này này đó bây giờ như thế này kích cái, cái ra thì cái này là một bộ cốt người ta viết sẵn và mình đưa vào thôi đó thì sớm à, sơ qua cho anh em hiểu à, anh em cần làm những cái gì bạn nào cảm thấy như có hứng thú với món này mà chưa hiểu rõ lắm đó, thì anh em cứ comment dưới mình sẽ hỗ trợ từng người. Rồi xin cảm ơn anh em. Chúc anh em thành công. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn.